Sau đây linh hồn của con người, tất cả mọi vấn đề ai cũng có linh hồn, nhưng mà đây một cái linh hồn khác. Đó là một chương trình của một linh hồn của tượng đá do Trần Hà trình bày. Trên giống đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay ngang bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui, tôi muốn nói lên trọn đời êm đềm, kề tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy sờ gió núi xô xáo khơi tan vỡ mong, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi. Bao nhiêu mà cứ rơi gợn, lòng đầy cô liêu nên xa em rồi. Tôi nhớ em nhiều, em ơi, ta không gặp gỡ, ta đừng quen nhau, đừng cho hy vọng, đừng nhìn nhau đâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau. Tôi đứng đó như hình hài một phó tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi yên gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lần thứ ba. Đầy cô liêu nên xa em rồi, tôi nhớ em nhiều. Em ơi, ta không gặp gỡ, ta đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau như hình hài một phó tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tim gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lần thứ tư. Nghe núi tim gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp cả bàn tay. Xin cảm ơn cả nhà.